bây giờ chúng ta sẽ chào đón hai cặp đôi giám khảo quyền lực nhất của chương trình, cặp đôi hài hước. Khoan, vỗ tay, xin lỗi, chào mấy người này đâu trơn trời. Biên tập anh kiếm giùm tôi coi. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy nhau song trong đường dài. Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Kìa, hai cô gái xinh đẹp quá. Từng thu thai lá, lá rơi đắm một cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời. Lan ơi, điệp tìm đến đây với nỗi ăn năn với niềm hối hận. Dù mối tình xưa điệp không giống phù bao giờ. Bỏ nha. Một ông là hát cái gì? Đắp bộ cuộc tình. Rồi còn một ông á là kiểu như chôn tôi luôn, cho tôi đi tu khỏi lấy chồng à. Hai chị em tôi diệt Trinh diệt Hương đã ế rồi. Người ta ra, người ta đang than thở, tưởng ai anh ra chết mà anh đẩy vậy rồi sao tụi em lấy thì được. Thì duyên phận thì phải lỡ làng kịch tính với em. Không đồng ý Việt Hương ơi, không đồng ý đâu. Phải có biện đúng pháp. Đúng ra thì thấy anh với anh Bạch thấy hai em ca duyên phận thương con gái quá. Nên anh đi hát cái bài đắp mộ cuộc tình. Để hai cái bài nó cũng nổi như nhau. À, nổi như nhau. Nếu mà tụi em đã ra đây, tụi em hát cái bài duyên phận rồi, tụi em đã chơi kể lễ tân phận tụi em mà đáng lý hai tụi anh ra vớt tụi em. Ha. Thôi nếu vậy thôi chị Trinh mình tặng quà rồi về. Đúng rồi, đúng rồi. Để chị lưu xíu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.